Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, không ít người sử dụng điện thoại nhận được tin nhắn hay là các đường link trang web lạ có dấu hiệu dẫn dụ người nhận tin thực hiện theo yêu cầu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng. Như vậy, người dùng mạng viễn thông, mạng xã hội cần phải làm gì khi gặp tình huống như trên? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong một góc nhìn sự thật hôm nay. Tranh thủ thời gian rảnh, anh Nguyễn Văn Lành ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ lên mạng xã hội để trao đổi chia sẻ thông tin. Nhờ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên báo chí, truyền thông để tìm hiểu cách thức phòng tránh lừa đảo qua mạng, nên anh đã nhiều lần chủ động phòng tránh được tình trạng kẻ xấu gọi điện, gửi đường link hay trang web giả mạo để lừa đảo. Đối với kinh nghiệm bản thân, thì thứ nhất là chúng ta khi mà được nhận cuộc gọi đó, nghi ngờ là số điện thoại lừa đảo thì chúng ta nên chặn số điện thoại đó lại. Còn đối với những cái đường link và những trang web lạ thì chúng ta không có truy cập để tránh những cái phần mềm độc hại, những cái mã độc ảnh hưởng tới những cái thông tin cá nhân của chúng ta. Các chuyên gia về bảo mật thông tin khuyến cáo người dùng cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội hay các diễn đàn trên mạng. Khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ người lạ cũng phải kiểm chứng thật kỹ lưỡng, không nên ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu. Khi có một đường link và một trang web lạ gửi vào máy của tôi thì tôi sẽ không vội đăng nhập vì nó có thể chứa mã độc để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của tôi. Cũng có thể lấy thông tin đó để đi lừa đảo mọi người, cho nên tôi rất là thận trọng. Khi mà đối tượng lừa đảo yêu cầu hay là hướng dẫn mình mà thực hiện các cái yêu cầu gì mà qua điện thoại hay là qua mạng xã hội thì người dân cần phải hết sức là thận trọng và phải là cảnh giác và tuyệt đối là không có làm theo. Thì dù cho đối tượng có đưa ra những cái câu chuyện, những cái kịch bản như thế nào mà đều hướng dẫn qua mạng xã hội hay qua điện thoại thì mình cũng nên là hết sức là cảnh giác. Gần đây, hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, phân tích và phát hiện có nhiều trường hợp lập website giả mạo các tổ chức doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ để lừa đảo người dùng. Vì vậy, người dùng cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để chủ động phòng tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.